Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Sanity, mình là Eric. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là kết hợp thằng Redux để chúng ta có thể gọi là load động data. Thì ở đây thì mình sẽ mở lại cái video lần trước của chúng ta. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở video lần trước mình đã load các combo box ở đây. Các bạn thấy rằng các data của nó là chúng ta load hoàn toàn bằng Redux, cũng như là mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm một cái preview image như thế này. Thì mình sẽ demo lại nha. Thì khi các bạn tải được ảnh xong nha, thì các bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ phóng to được cái ảnh như thế này. Thì đấy là nhiệm vụ của chúng ta trong video lần trước. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi tutorial của mình, thì mình có tạo một cái playlist. Thì đấy chính là cái playlist khóa học Full Stack Web Developer một cách miễn phí với Hỏi Gen IT. Thì trong playlist này, mình đánh số thứ tự các video từ thằng 0 cho đến thằng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này. Thì link đến khóa học này mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại comment đầu tiên tại mỗi video. Thì trước khi thực hiện video này, mình sẽ demo qua kết quả các bạn sẽ đạt được nhé. Các bạn có thể thấy rằng là trong video lần trước mình đã giúp các bạn, chúng ta sẽ tạo cái form như thế này rồi. Thì trong video này mình sẽ giúp các bạn tạo thêm mới người dùng luôn nha. Thì ở đây thì mình ví dụ mình tạo một cái người dùng là hỏi dân IT with Eric nha. Cái mật khẩu thì mình cố tình để trống nhá, tên thì mình sẽ là Eric này, Eric, họ và tên là Phạm chẳng hạn nha, số điện thoại mình sẽ gõ bừa nhé, những cái này mình gõ bừa thôi. Giới tính của mình thì mình sẽ chọn là nữ đi, những cái thông tin này mình sẽ là bác sĩ đi. Và đây các bạn để ý thấy rằng mình sẽ nhấn inspect lên nha, mình có đặt log thôi, thì trong video này tạm thời mình đặt log thôi. Thì mình sẽ nhấn một cái lưu user nha. Thì các bạn thấy rằng là trước khi chúng ta lưu user ấy, thì chúng ta sẽ cần phải là check xem là chúng ta sẽ cần phải validate. Thì ở đây thì mình chỉ validate đơn giản là check xem nó có rỗng hay không. Thì như vậy là nó đã báo là cái password nha. Ví dụ password mình đặt là 123456 và mình sẽ cố tình xóa cái trường địa chỉ đi chẳng hạn. Thì khi các bạn nhấn lưu thì nó sẽ báo lỗi là address thôi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải điền như thế này. Và mình nhấn submit nha các bạn. Thì khi mình nhấn submit các bạn thấy rằng là mình đã gọi cái API rồi, cũng như là mình nhận được cái error code bằng 0. Và mình sẽ mở database lên này. Các bạn thấy rằng bản ghi của mình đã có một bản ghi đúng không? Và mình nhấn như thế này thì nó sẽ ra cái thằng thứ hai hỏi dân IT with Eric. Thì đối với thằng này thì các bạn có thể thấy rằng là những cái trường ví dụ như là gender thì mình đã cập nhật lại là F tức là male này. Thì mình sẽ quay sang bên này các bạn thấy F là female tức là nữ đấy. Rồi tương tự là các bạn có thấy là R2 tức là role bác sĩ. Cũng như là chúng ta có kiểu position là P2 tức là kiểu người dùng ở đây là tiến sĩ thôi. Thì như vậy là mình giúp các bạn tạo người dùng nha. Ví dụ ở đây nếu mà mình nhấn lưu thêm một lần nữa thì chúng ta vẫn chạy theo luồng cũ thôi. Thì nó sẽ báo lỗi là cái email không hợp lệ. Thì trên đây chính là cái nội dung chúng ta sẽ thực hiện trong video này. Thì để bắt đầu video này, trước tiên các bạn sẽ cần phải chạy cái project Node.js lên cũng như là cái project React lên nha. Các bạn cũng đừng quên là chúng ta sẽ cần phải chạy thằng sàn PP nữa thì nó mới kết nối được đến database. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại với project của chúng ta nha. Thì trước khi vào bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta debug nha. Bởi vì là các bạn nhiều bạn có thể thấy rằng là mình hay nói rằng là học với thằng Redux ấy thì bắt buộc chúng ta phải debug. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta debug luôn trên trình duyệt nha. Sau này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta cài thêm một cái extension của thằng Redux nữa thì nó debug được, tức là các bạn có thể xem được data của thằng Redux luôn cơ. Còn ở đây thì chúng ta sẽ debug để xem là cái luồng code của chúng ta chạy như thế nào. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải mở cái con project của chúng ta. Thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ mở cái file user Redux lên nha. Tại vì là cái component này chính là cái component chúng ta đang nhìn thấy ngoài màn hình này. Thì chúng ta sẽ debug mình cái file là user.redux thôi nha các bạn. Thì ở đây nha, thì để debug thì các bạn sẽ mở trình duyệt lên này, nhấn F12 thì nó sẽ lên được cái cửa sổ như thế này. Các bạn sẽ chuyển qua cái tab là source, tức là cái nguồn gốc ấy. Sau đấy là các bạn thấy cái hình ba dấu chấm đây đúng không? Nó ghi chữ là more option này. Bạn nào mà dùng trình duyệt bằng tiếng Việt đấy thì mình khuyên các bạn nên đổi thành tiếng Anh nhá. Ở đây thì mình sẽ dùng tiếng Anh 100%. Thì lý do tại sao mình dùng trình duyệt tiếng Anh thì các bạn có thể xem cái video thăng 4 này, mình đã nói rõ rằng là tại sao chúng ta nên dùng cái trình duyệt Google Chrome bằng tiếng Anh cũng như là cách các bạn có thể chuyển ngôn ngữ qua tiếng Anh. Thì việc dùng bằng tiếng Anh ấy nó có lợi về sau này cho các bạn, chứ các bạn đừng có vội nhìn cái lợi trước mắt nha. Thì mình sẽ đóng những cái file này lại để cho giống các bạn này.
Nếu như lần đầu tiên các bạn mở ra thì nó sẽ trống trơn như thế này đúng không? Sau đây các bạn sẽ nhấn vào ba dấu chấm này và các bạn sẽ nhấn chọn tiếp cái option là Open File nha. Thì ở đây thì các bạn sẽ gõ cái tên file mà các bạn muốn mở, của chúng ta sẽ là User Redux nha. User Redux. Đây, các bạn thấy rằng là nó có một vài file đây. Thì các bạn thấy cái file chúng ta cần mở ấy chính là cái file userredux.js nha các bạn. Thì mình đã mở cái file lên rồi. Các bạn thấy rằng đây chính là code của chúng ta nha. Thì để debug ấy thì các bạn sẽ cần phải gọi là biết xem là code của chúng ta chạy như thế nào đúng không? Thì đầu tiên thì mình sẽ đặt bug trong cái hàm readMount đầu tiên nha các bạn. Mình sẽ đặt ba cái, mình sẽ click vào ba cái dòng này này. Ba cái dòng này nó gọi là break breakpoint ấy, tức là cái điểm mà các bạn muốn đặt bug thì các bạn sẽ đặt như thế này. Tiếp theo nữa là mình sẽ đặt ở đây thì mình sẽ đặt mình thằng general start thôi các bạn nhé, bởi vì là cái thằng mà các bạn get position tức là get vị trí này hay là get row ấy, thì nó cũng tương tự thôi. Thì mình sẽ tắt hai thằng này đi và mình sẽ đặt tiếp này khi nào nó chạy vào bên trong này này. Đấy, mình sẽ đặt bug ngay tại đầu hàm này. Thì mình sẽ đặt ngay từ đầu hàm luôn các bạn nhé. Cái hàm đầu hàm khi các bạn nhấn vào mà nó không ra cái gì ấy, tức là các bạn sẽ không đặt bug được tại vị trí này. Tiếp theo nữa là mình sẽ đặt cái hàm render nha. Đấy, mình sẽ đặt cái hàm render ở đây. Và bây giờ mình sẽ đặt tiếp trong cái hàm on preview image nữa. Và bây giờ mình sẽ cần phải load lại website. Chính xác hơn là các bạn sẽ không cần phải load lại đâu. Tuy nhiên rằng là mình muốn load lại thì các bạn mới thấy được cái luồng dữ liệu mà khi component của các bạn nó bắt đầu mount ấy thì các bạn mới thấy được. Thì để làm điều đấy thì mình sẽ reload nha. Sau khi đặt bug xong này, các bạn có thể đặt bug giống mình cũng được và mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Lần đầu tiên khi mình đặt cái này mình không quen, tuy nhiên sau này các bạn đi làm ấy, đối với những cái bug mà khoai ấy, tức là các bạn thấy các bạn code đúng rồi đúng không? Tuy nhiên dữ liệu nó không hiển thị thì bắt buộc chúng ta khi đấy phải debug thôi. Thì mình sẽ reload lại này. Thì khi các bạn reload lại ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta không có một cái gì gì cả, nó vẫn chạy. Thì mình sẽ mở lại xem là chúng ta đã mở đúng file chưa nhá. User, các bạn sẽ gõ là redux này, .js nha. Thì ở đây thì chúng ta đã mở đúng file rồi. Tuy nhiên tại sao mà nó lại không vào, của chúng ta đúng là user.redux mà. Mình sẽ đây. Nó có hết rồi, hàm render mà cũng không vào cả. Mình load lại một lần nữa. Tại sao mà nó lại không vào nhỉ? User. À đây, mãi bây giờ à không, không phải. Cái này là cái gì đây? User debugger. Đây. Tại sao mà cái thằng system của mình nó không vào cái con debug của mình nhỉ? Hơi vô lý nhỉ? Đây là cái gì đây? Hi Navigator. Open File. User Redux. User Redux. Chúng ta sẽ cần phải xem này. User Redux.js. Chúng ta có đúng một file thôi. Tại sao mà chúng ta... Mình đã nhớ mình đã có một lần mình đã debug cho các bạn rồi. Mình sẽ tắt lại đi xem nào. Mình tắt, mình chạy lại xem project của mình nó đang chạy rồi. Đúng rồi. Mình chọn lại xem nào. Mình mở lại cái tab này. Mình đặt class này, user redux. Mình đặt bừa xem nào. Vô lý nhỉ. Đây. Tại sao mà mình không rõ tại sao mà lúc nãy ấy, mình nhấn lại không được. Bây giờ mình đặt lung tung nó lại được này. Thì mình sẽ tắt đi nha. Khi các bạn đang trong chế độ debug như thế này, nếu mà các bạn tắt đi phát là nó tự động mất thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Thì bây giờ các bạn sẽ mở lại này. Khi các bạn mở lại, nếu mà các bạn đóng trình duyệt thì nó mới mất cái debug của các bạn. Còn ở đây thì các bạn chỉ cần đóng cái F12 ấy, thì cái việc các bạn đặt debug ở đâu ấy, nó vẫn giữ tại đấy thôi. Thì ở đây thì mình sẽ refresh lại nha các bạn. Thì mình xem nó có dừng không nha. À, nó không dừng các bạn ạ. Tại những điểm này nó không dừng này. Mình cũng không rõ tại sao mà nó lại không dừng. Trong khi lúc nãy mình đặt tại constructor phát là nó dừng này. Đây, nó dừng này. Đấy. Mình không rõ tại sao là tại mình không đặt tại cái constructor này nó lại không dừng nha. Các bạn thấy rằng là khi nó vào đấy các bạn có thể là lúc ban đầu các bạn thấy rằng là cái biến gender của chúng ta các bạn di chuột vào thì chữ unify tức là giá trị của nó này. Cái state của chúng ta này. Chúng ta lấy được state rồi này. Cái state các bạn thấy rằng nó lưu chữ 3 giá trị này. Thì các bạn đặt bug ngay dòng dưới này, các bạn đặt thêm một cái bug ngay dòng dưới nha, và các bạn nhấn nút next này, các bạn có thể nhấn tại đây hoặc là các bạn nhấn tại đây, nó giống nhau thôi, mình hay nhấn tại đây. Thì các bạn thấy chạy xuống dòng dưới thì ngay lập tức cái biến phía trên của chúng ta bây giờ nó được gán giá trị rồi, các bạn thấy rằng nó hiện giá trị ra bên này. À, ở đây thì mình thiếu, các bạn biết mình thiếu cái gì không? Mình thiếu mất là mình đặt bug cái thằng reducer của chúng ta. Tiếp theo nữa là mình thiếu một cái nữa là cái admin action nha. Đây, các bạn mở tiếp cho mình hai file này nha. Thì mình sẽ đặt bug ngay trong cái hàm này nha. Thứ nhất là fetch general start này.
Tiếp theo nữa là cái thằng admin reducer nha. Mình sẽ đặt một cái đặt ngay đầu hàm thằng success và thằng start nha. Bây giờ mình tắt đi cho nó chạy bình thường nha, mình F12 lại này. Thì các bạn thấy rằng code của chúng ta nó vẫn giữ nguyên thôi. Bây giờ mình sẽ reload lại, các bạn sẽ thấy này. Rồi, các bạn thấy rằng là ngay lập tức ấy, ngay cả việc chúng ta đặt cái thằng action nó cũng không vào này. Tức là bug của chúng ta ấy, nó cũng không vào debug chỗ này. Tuy nhiên là cái thằng reducer của chúng ta nó vào đấy các bạn. Các bạn thấy rằng là lúc đầu đây, các bạn thấy rằng cái biến state của chúng ta này nó lấy init state nên là is the load gender bằng fail này, gender không không này, các thứ bằng không hết này. Thì đây chính là cái init giá trị của chúng ta khi mình nhấn next một cái này. Next nha. Các bạn thấy rằng là mình sẽ bỏ cái này đi để cho nó không không nhảy nữa này. Đấy, các bạn thấy rằng là bây giờ nó sẽ mới vào cái thằng redux này, nó vào cái constructor đầu tiên này, mình nhấn next tiếp này. Các bạn thấy là nó sẽ render đầu tiên đúng không? Render lần đầu này. Đấy, rồi render lần đầu thì nó bằng rỗng các bạn này, thấy lần đầu ấy. Mình tiếp này. Lần đầu thì tất cả những tham số này nó bằng rỗng thôi. Sau đấy này, nó sẽ chạy đến cái deep này, mình sẽ bỏ cái deep này đi, không cần thiết này. Đây, các bạn thấy rằng đấy chính là một cái quy trình đấy. Các bạn sẽ chạy constructor đầu tiên đúng không? Sau đó chạy hàm render, sau đấy chạy hàm deadMount. Thì bây giờ nha, mình nhấn vào deadMount chỗ này này, khi chúng ta fire cái action này thì ngay lập tức nó sẽ chạy lên sang cái file action nha. Các bạn nhìn mình nhấn tiếp này. Đấy, các bạn thấy rằng nó chạy ngay đang file action đúng không? Thì trong cái file action này nó làm gì? Thì nó sẽ dừng lại cái chỗ cái dòng mà dispatch này, thì nó sẽ fire cái dòng này đầu tiên này. Thì sau khi nó fire dòng này thì nó sẽ nhảy sang cái admin reducer này, mình nhấn tích next tiếp này. Các bạn thấy rằng nó đến cái dòng này đúng không? Nó dispatch để nó fire này. Các bạn thấy chưa? Nó nhảy ngay vào cái action của chúng ta nó tên là get start thì nó sẽ nhảy vào đây. Và trong này thì nó sẽ chuyển cái biến này. Thì sau khi nó chuyển biến này thì nó sẽ quay lại cái con redux của chúng ta thôi. Mình sẽ nhấn tiếp nữa nha. Bản chất là nó không quay lại đâu mà nó sẽ thực hiện tiếp cái dòng ở dưới này các bạn này, nó sẽ gọi API các kiểu này, mình nhấn tiếp nha. Đấy các bạn thấy là nó quay lại đúng không? Sau đấy là nó khi chúng ta đã lấy được kết quả nha, mình sẽ đặt thêm một cái bug dòng này nữa, mình nhấn một cái next tiếp này. Các bạn thấy rằng nó sẽ chạy sang bên này đúng không? Thì ở đây thì nó fire lý do là do mình xem nào. Mình đã fire cái action fetch gender success này. Thì khi này thì cái bên này nó phải cập nhật một phát nữa này, mình chỉ nhấn next thôi. Thì các bạn thấy rằng nó vẫn chưa có đúng không? Nó sẽ quay lại này. Đấy, nó sẽ quay lại đúng không? Nó sẽ check này, nó sẽ vào update update này. Đây các bạn sẽ để ý thấy rằng đây này, các bạn thấy pre prompt này, nó còn lưu hết giá trị các bạn di chuột vào ấy thì nó cũng ra các giá trị mà các bạn cần xem thôi. Bạn nào mà muốn biết cái prompt này có gì này hay pre prompt có gì thì các bạn cứ di chuột vào, nó hiện hết giá trị thôi. Thì đấy là lý do tại sao mà mình hay bảo các bạn gọi là khi chúng ta học cái này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải biết debug các bạn ạ. Và cũng là lý do tại sao mà mình lại hướng dẫn các bạn cái debug này, nó khá chi là hay, cũng như là giúp các bạn có thể xem code của bạn chạy như thế nào. Các bạn thấy rằng là mặc dù chúng ta code rất chỉ là ít đúng không? Tuy nhiên rằng là cái luồng chạy của nó rất chỉ là nhiều. Các bạn thấy rằng sau khi này nó sẽ so sánh nha. Cái General Redux có len là 3 này, cũng như thằng này có len là không đúng không? Mình nói bài hôm trước ấy, đây này, cái dòng mà không khác 3 sau đó nó sẽ chạy vào dòng này và nó sẽ set state cho các bạn. Thì đấy là lý do tại sao mà mình lại hướng dẫn các bạn debug ở đây, cũng như là mình có thể hiểu được cái luồng. Thì ngày xưa khi lần đầu mình học thằng Redux ấy thì mình cũng bỡ ngỡ như các bạn thôi. Tuy nhiên sau một thời gian là mình cũng quen rồi thì mình đặt bug nhiều thành quen rồi các bạn. Các bạn đặt bug ở đây ấy, thì khi các bạn nhìn thấy bug ấy nó sẽ in giá trị cho các bạn. Cái này là cái khá là hay mà cái thằng Google Chrome đã hỗ trợ cho chúng ta rồi. Thì ở đây thì mình bug thì cũng sắp hết rồi đấy. Cái này có gender là 3 này thì nó sắp lấy được hết rồi, nó so sánh vài lần nữa thôi. Nó gender lại thôi mà mình sẽ bỏ bớt những cái này đi nha. Xem nó check gì nữa không? Nó gender đâu tầm 9 lần đấy. Thì mình sẽ bỏ luôn cái hàm render này, xem nó check gì nữa nào. Đấy, cuối cùng là nó cũng ra cái dấu này, tức là chúng ta xong rồi đấy các bạn. Thì ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn cách debug nha. Thì đối với những bạn nào mà đây là lần đầu tiên các bạn debug ấy thì các bạn cứ làm từ từ thôi. Các bạn xem mình làm rồi, chính bản thân các bạn thực hành ấy, các bạn muốn thấy cái gì các bạn cứ debug. Bởi vì là cái debug này ấy, nó phải có một cái mục tiêu, tức là các bạn muốn thấy cái gì đã, rồi từ từ các bạn sẽ xem luồng dữ liệu nó chạy. Thì đây chính là cách mình học thằng Redux đấy các bạn. Các bạn không nhất thiết các bạn phải nhớ là thứ tự hàm chạy thế nào đâu. Các bạn không nhớ thì các bạn cứ đặt debug, đặt debug nó ra hết thôi mà. Thì ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn debug rồi nha. Thì mình quyết quyết định làm cái phần debug này bởi vì là hai video trước ấy mình có nói rằng là nếu mình làm xong ấy mình còn thời gian thì mình hướng dẫn các bạn debug. Tuy nhiên rằng là các video thì mình toàn bị quá thời gian thôi, thành ra là video này mình debug trước cho nó chắc ăn nha. Thì như vậy là mình hết nợ các bạn rồi nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái nữa nha. Thì ở đây chúng ta sẽ làm cái chức năng là lưu thằng user nha các bạn.
Tuy nhiên chúng ta làm ở đây ấy, thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ lưu bằng Redux luôn nha, chứ chúng ta không phải lưu bằng cái gọi API trong cái hàm đấy đâu. Thì ở đây thì làm sao để lưu Redux thì trước tiên thì các bạn sẽ quay lại thằng Redux cho mình nha. Thì ở đây thì tương tự như việc các bạn làm phía trước ấy, thì bây giờ mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ thêm một cái action nha các bạn. Trước khi thêm cái action này thì mình sẽ thêm cái sự kiện on click cho cái nút submit của chúng ta nha các bạn. Nó chưa có cái gì đâu. Đây chính là cái nút submit của chúng ta này. Các bạn thấy là cái nút button của chúng ta ngay tại đây. Thì mình sẽ thêm một cái sự kiện on click nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ là on click nha. Bằng một cái function này, chúng ta sẽ dùng một cái arrow function nha. Thì mình sẽ làm một cái tên là this.handle nha. Save user nha các bạn. Đấy, như vậy là mình đã tạo xong function nha. Thì mình đây là mình đặt tên thôi, thì mình sẽ copy cái name này và mình sẽ cần phải tạo cái function này. Thì ở đây mình sẽ quay lên trên, mình sẽ tạo ngay trên hàm render nha. Chúng ta sẽ bằng một cái arrow function nhá. Các bạn lưu ý rằng là đối với thằng React ấy, thì chúng ta viết cái arrow function này thì nó gọi là giúp code của chúng ta nó viết ngắn gọn hơn đấy các bạn, chứ mình không viết kiểu function truyền thống nha. Tuy nhiên cái hàm render đây là cách viết truyền thống này thì nó không ảnh hưởng gì. Còn đối với những cái hàm mà chúng ta định nghĩa đấy các bạn thì chúng ta sẽ dùng như thế này nhá. À thì trước khi làm cái này ấy thì có một cái nữa là mình sẽ cần phải định nghĩa state cho các biến của chúng ta thì chúng ta mới lấy được giá trị các bạn ạ. Ví dụ như ở đây nha, ví dụ khi các bạn gõ cái email như thế này thì làm sao để lấy được giá trị ở đây thì chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ cần phải có cái sự kiện on chain cũng như là chúng ta sẽ cần phải set giá trị cho cái component của chúng ta nha. Thì ở đây thì mình bắt đầu đặt tên biến cho chúng ta này. Đầu tiên đối với thông tin của người dùng ấy thì mình sẽ cần phải có user, cần phải có email đúng không các bạn? Email này. Tiếp theo nữa là cái gì? Chúng ta sẽ cần phải có password này. Password đấy, mình sẽ làm lại nha. Password này, chúng ta sẽ cần phải định nghĩa các biến cho người dùng này. Chúng ta có password rồi, chúng ta có tên họ này, first name, last name, số điện thoại nha. Thì chúng ta sẽ có là first name này, hai chấm này, chúng ta sẽ in ý giá trị của nó bằng rỗng này. Last name này. Rồi, tương tự là chúng ta sẽ cần phải có phone number đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có gì nào? Phone number rồi, chúng ta sẽ cần phải có address này, chúng ta sẽ cần phải có address. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có gender này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có position. Lần này chúng ta làm khá chi là đầy đủ đấy các bạn. Nó chúng ta làm ở đây là sau này chúng ta dùng thật luôn đấy. Gender này chúng ta sẽ cần phải có row này. Ở đây thì mình sẽ làm là row thôi nha, nó sẽ tự hiểu thôi. Gender position row này. Tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải có một cái image nha các bạn, mình sẽ đặt một cái biến là avatar nha. Avatar như vậy. Thì chúng ta chưa ném cái file lên trên server đã, còn sau này thì chúng ta gọi là cái biến cái avatar của chúng ta sau này chúng ta xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ tính sau nha. Thì như vậy là mình đã init xong cho cái đống cái thuộc tính này của chúng ta nha. Mình sẽ copy nha và mình nhấn Ctrl S này. Thì mình copy là có lý do đấy các bạn, mình mới khai báo state thôi, mình mới định nghĩa thôi nha. Thì ở đây thì mình sẽ phóng nhỏ một vài cái hàm lại nhìn cho code của chúng ta nó gọn hơn nha. Đây. Thì mình sẽ đặt một cái hàm nữa là on chain input nha các bạn. Mình sẽ tạo một cái hàm có tên là on chain input nha. Chúng ta sẽ bằng một cái error function như thế này. Rồi, và mình sẽ paste cái đống mà mình vừa copy vào đây nha và mình sẽ comment lại nha. Thì chúng ta sẽ cần phải handle on chain cho 2 4 6 8 10 cái input này. Thì ở đây thì để lấy giá trị của 10 thằng này nha. Thì có một cách nha. Nếu mà các bạn nào gọi là làm cách thổ dân ấy thì chúng ta sẽ lấy giá trị như thế này nha. Đầu tiên ví dụ các bạn muốn lấy giá trị của thằng email đúng không? Thì các bạn sẽ là let này, mình sẽ chỉ các bạn cách thổ dân trước nha và cách thông minh sau nha. Đầu tiên các bạn sẽ là let email bằng this.state đúng không? Các bạn sẽ gõ như thế này đúng không? Chấm email này. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ là let password bằng tương tự nha. Các bạn sẽ gõ là password bằng this chấm này, this.state chấm password đúng không? Password tương tự cho đến gọi là 6 thằng còn lại. Chúng ta có đây là 2 4 6 8 10 thằng, chúng ta có 10 thằng thì các bạn sẽ gõ 10 dòng như thế này. Thì nó khá chỉ là thổ dân đúng không? Thì có một cách khác nhá, để các bạn gõ một cách ngắn gọn hơn thì chúng ta sẽ dùng cú pháp của thằng ES7. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp nhanh của thằng object ấy, thì các bạn sẽ gõ như thế này nhá. Bản chất của cái thằng this.state này các bạn này, thằng state là một object, thành ra là chúng ta muốn lấy những cái key nào của nó ra thì các bạn chỉ cần dùng dấu object này. Và các bạn ở đây thì các bạn sẽ là this.state nha, các bạn sẽ dùng như thế này. Thì đây, các bạn sẽ gọi là copy này.
Các bạn sẽ lấy ra biến email này, let email này, đấy. Chúng ta sẽ gõ như thế này nhá. Cái dòng mà chúng ta gõ như thế này này, nó tương tự như lúc nãy các bạn gõ thôi. Chẳng qua là cú pháp nó ngắn gọn hơn thôi. Chúng ta sẽ copy như thế này nhá. Đấy, password này. Rồi tương tự mình sẽ copy một cái nó dài dài như thế này. Last name này, phone number này, phone number address này, mình sẽ copy vào đây. Address gender, ta sẽ cần phải có một thằng gender, position, rồi row và avatar nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã lấy được những thằng cái của nợ này rồi nha. Đấy, và mình sẽ chọn cái này và mình cắt nha, mình nhấn Ctrl X này, mình nhấn paste vào đây nha các bạn. Như vậy là các bạn thấy rằng mình chỉ cần khai trên một dòng thôi đúng không? Tuy nhiên là code của chúng ta nhìn nó ngắn gọn hơn đây. Thì thực tế khi các bạn đi làm ấy, các bạn sẽ khai như thế này nha, nhìn nó ngắn gọn thôi. Như tương tự như cái ở trên này, ví dụ các bạn chỉ khai được như thế này khi và chỉ khi ấy, ví dụ cái biến language này, các bạn thấy là cái biến các bạn đặt tên ấy nó giống hệt như cái biến các bạn cần lấy thì các bạn mới đặt như thế này được. Thì cái dòng phía trên này như mình nói lúc nãy ấy, các bạn có thể khai như thế này, let email equal this chấm này, this chấm state chấm email. Các bạn có thể thấy rằng là cái tên biến này cũng như là cái biến state của các bạn là giống nhau thì các bạn mới dùng được cú pháp như thế này nha. Thì như vậy là mình đã lấy được cái đống email rồi nha. Thì ở đây mình đã lấy theo biến state rồi đúng không? Thì ở đây thì mình bắt đầu sửa nha. Đầu tiên là đối với thằng thằng email này thì các bạn sẽ cần phải đặt cho mình một cái là value, chúng ta sẽ cần phải đặt một cái giá trị cho nó. Giá trị của nó thì mình sẽ lấy theo biến state chúng ta đặt phía trên nha các bạn, là email nha. Và mình sẽ cần phải thêm một cái event on chain đối với thằng này. Thì khi nó on chain thì nó làm gì? Các bạn sẽ gọi đến cái hàm, chúng ta có một cái hàm gọi là chúng ta có một cái hàm ở đây là chúng ta có cái hàm là on chain input nha các bạn. Thì các bạn sẽ viết như thế này nha. Chúng ta sẽ dùng một cái hàm on chain input thôi. Thì các bạn sẽ là tít chấm nha, tít chấm on chain input. Các bạn sẽ truyền vào event của thằng HTML và các bạn sẽ truyền vào một cái ID. ID của chúng ta chính là cái biến state các bạn vừa muốn set giá trị ấy, thì ở đây thì mình sẽ truyền vào là email nha các bạn. Tương tự thì mình sẽ copy cái đoạn này và mình sẽ cần phải enter cái này xuống dòng. Đấy. À quên, mình không cần phải enter xuống dòng cái này đâu. Mình sẽ copy đoạn này nha. Mình copy này và mình sẽ đặt cho cái thằng password nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ cần phải vào đây. Và ở đây thì giá trị của nó chính là password cũng như là key của nó mình đặt ở đây là password nha các bạn. Đấy. Tương tự thì chúng ta sẽ có cho thằng first name này, chúng ta sẽ cần phải thêm sự kiện on chain thì chúng ta mới lấy giá trị của nó được. First name như thế này. Chúng ta sẽ cần đặt một cái tên ở đây chính là first name luôn. First name. Việc làm như thế này thì viết giúp code của các bạn này nó ngắn gọn hơn thôi. Các bạn thấy rằng là chúng ta có 10 biến input đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm nếu như các bạn làm cách thổ dân thì các bạn sẽ cần phải viết 10 cái hàm on chain cho từng cái biến này. Thay vì vậy thì mình chỉ cần viết một cái hàm on chain thôi các bạn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái là last name và mỗi hàm on chain của chúng ta sẽ phân biệt bằng cách gọi là chúng ta đặt đặt một cái ID cho nó, ID cho nó thì ở đây thì mình lấy chính bằng cái gọi là mình lấy chính bằng cái biến state của nó luôn. Thì ở đây tương tự thì mình sẽ cần phải có là phone number đấy. Và ở đây thì mình sẽ là phone number. Ok. Tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải có thằng address nha các bạn. Thì mình sẽ enter như thế này. Chúng ta sẽ có những cái biến giá trị của nó là chúng ta lấy theo state thôi các bạn. Thì cái biến state nó có một đặc điểm là nó giúp các bạn lưu trữ lại thôi. Rồi, đến cái thằng gender này cũng như là thằng thằng position này. Rồi đến những cái thằng như là những thằng này, thằng file. Đây các bạn thấy là thằng file thì event on chain của nó riêng nhá. Rồi. Ở đây thì mình sẽ viết cho thằng này nhá. Thì làm sao để lấy được giá trị của thằng select này. Thì đối với thằng select này thì chúng ta các bạn có thể đặt cái event on chain ở đây cũng được. À ở đây, các bạn sẽ đặt cho mình một cái on chain nhá. Đối với thằng select ấy các bạn thì nó sẽ hơi khác một chút, nó không giống thằng input đâu. Tuy nhiên là mình vẫn để giống thằng input cho nó gọi là vui một chút nha. Ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải set giá trị cho nó đâu các bạn, bởi vì giá trị của nó tự hiểu rồi. Chúng ta chỉ cần đặt cái hàm on chain cho nó thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái mình kệ đi, mình chỉ đặt cái on chain như lúc nãy xem là nó có hiểu không nha. Thì sai thì chúng ta sửa thôi. Các bạn sẽ vẫn là on chain input và ở đây thì mình sẽ cần phải truyền vào đây là cái biến gender nha. Đấy, các bạn sẽ là gender như thế này. Và mình sẽ cần phải Ctrl X, Ctrl S lại này. Đấy, như thế này. Mình sẽ copy cái này nha. Và mình sẽ copy Ctrl C này. Mình sẽ làm tiếp cho cái thằng dưới của chúng ta. Cái gender, chúng ta có cái thằng gender rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải làm tiếp cho thằng position này. Thì trong cái hàm hàm select này các bạn này.
Đấy, trong cái thuộc tính select ấy, thì các bạn paste tiếp vào đây nha. Mình sẽ nhấn Ctrl+S này. Và mình sẽ cần, ví dụ ở đây mình sẽ bỏ cái toggle này đi, nhìn cho nó rộng này. Ở đây của chúng ta sẽ là position. Cái con chuột máy tính của mình chẳng hiểu sao mà nó muốn được thay hay sao, mình lăn chuột mà mình cảm giác đấy, nó giật giật là do con chuột của mình đấy, chứ không phải là do mình cố tình đâu nha. Các bạn thông cảm một chút cho mình nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải xem thằng row. Thì chúng ta sẽ là select đây, này đây, mình sẽ thêm một cái như thế này. Mình nhấn Ctrl+S thì nó format lại code này, row. Rồi, còn đối với cái ảnh ấy, thì cái event on chain thì chúng ta chính tính sau nha các bạn. Cái ảnh ấy, cái ảnh nó có một cái event, nó dùng một cái hàm khác các bạn này, on chain image đấy. Thì mình ở đây thì mình sẽ set state cho nó luôn nha. Mình sẽ đặt một cái là avatar nha. Và ở đây thì thay vì là mình set là cái biến object url thì mình sẽ set là file nha các bạn. Lý do mình set là file ấy, bởi vì là mình muốn truyền nguyên một cái file lên trên phía server của chúng ta luôn. Ở đây thì mình sẽ cần phải sửa nha, event này, và mình sẽ cần phải có một cái ID nha. Thì ở đây trước khi làm cái này thì các bạn sẽ cần phải copy state ra cho mình nha. Copy state này equal, các bạn sẽ bằng một cái object và các bạn sẽ là chấm ba chấm nha, this chấm state nha. Như vậy là các bạn đã copy được state rồi đấy. Thằng state ấy nó là một object, thành ra là các bạn dùng hai cái dấu đóng một ngoặc này này, được tượng trưng cho một dấu object. Ba dấu chấm này tức là nó sẽ là copy tất cả những thuộc tính của thằng thằng state và nó sẽ gắn lại cho thằng copy state nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ không gọi là chúng ta không mutate, chúng ta không mute state này, cái từ này mutate state tức là chúng ta không chỉnh đổi, chúng ta không sửa đổi trực tiếp state mà chúng ta sẽ thông qua cái biến là copy state nha các bạn. Thì trong cái biến copy state này mình sẽ là id và giá trị của nó sẽ là event chấm target chấm value. Như vậy là chúng ta đã lấy được cái giá trị của cái thằng cái biến input rồi nha. Và cuối cùng mình sẽ cần phải set state thôi các bạn. Set state cái gì, mình sẽ chấm vào chấm copy state thôi đấy. Như vậy là mình đã set state những cái thằng mà chúng ta cần set nha. Thì ở đây thì mình sẽ xóa cái đống này đi. Thì để biết được là chúng ta set được cái gì nha, các bạn thấy rằng cái hàm on chain của mình viết có vài ba dòng thôi, nó cực kỳ đơn giản đúng không? Thì đây thì mình sẽ cần phải thêm một cái dấu callback ở đây các bạn này. Cái hàm set state đấy nó là một cái hàm bất đồng bộ, thành ra nó trả về một cái callback thôi các bạn. Mình sẽ console log hỏi dân IT nha, hỏi dân IT này, check input on chain nha đấy. Và mình sẽ gọi là mình read.state nha. Đấy, mình sẽ in cái state ra cho các bạn xem nha. Mình nhấn Ctrl+S này. Và mình sẽ cần phải check xem nào. Thì mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ refresh đầu tiên này. Mình refresh rồi. Mình sẽ inspect lên nha. Và mình sẽ cần phải xem này. Mình sẽ xóa cái đống sheet này đi. Mình sẽ reload lại một lần nữa cho nó chắc nha. Để xem nào, nó không có gì đúng không? Ở đây thì ví dụ mình có email nào, mình gọi là hỏi dân IT đi các bạn xem. Đấy, các bạn thấy rằng mỗi lần mình gõ nó đều gọi là nó on chain đúng không? Thì mình sẽ xóa đi nha. Mình sẽ thêm một chữ A chẳng hạn này. Các bạn thấy rằng nó chỉ in ra một lần thôi. Và mình sẽ xem cái state của chúng ta. Các bạn thấy rằng trong cái biến state của chúng ta ấy, các bạn thấy rằng là mình đã lưu được cái biến email là hỏi dân IT A đây đúng không? Tương tự thì các biến khác các bạn thấy rằng là nó đều rỗng hết này. Chỉ có cái gender array chính là cái dropdown của chúng ta này. Position array là nó có này. Row array nó có này. Thì mình sẽ gõ tương tự cho cái đống này nha. Mình sẽ gõ hết cái đống này này. Đấy, mình sẽ gõ lung tung hết thôi. Trừ ba cái dropdown này ra nha. Mình sẽ xóa này. Mình sẽ on chain một lần nữa để cho nó trigger này. Mình sẽ một cái. Các bạn thấy rằng đây chính là lần cuối cùng chúng ta in cái state ra. Thì các bạn thấy rằng là địa chỉ chúng ta lấy được này. Email lấy được. First name lấy được này. Tuy nhiên chúng ta chưa có thằng avatar, chính là thằng ảnh này. Chúng ta chưa có thằng gender này. Cũng như là chúng ta chưa có thằng position thôi. Thay là thằng row này. Thì ở đây thì mình thử thay đổi cái on chain này nha. Mình sẽ chuyển sang nữ này. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta có nữ đúng không? Thì thằng gender của chúng ta đấy chính là nữ rồi. Thì các bạn thấy rằng là cái sự kiện on chain của chúng ta ấy, thì nó lấy được thành công rồi đúng không? Thì ở đây nha. Thì có một cái là chúng ta sẽ không lấy cái nữ này, mà chúng ta sẽ cần phải lấy cái giá trị của nó. Giá trị của nó là gì? Giá trị của nó là cái chữ F đây các bạn. Thì chúng ta lưu vào database là lưu chữ F mà. Thì mình sẽ mở DB lên nha. Mình sẽ mở cái đây này. Mình sẽ mở ra này. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ không phải lưu cái chữ là nữ, mà chúng ta sẽ cần phải lưu cái giá trị của nó chính là cái key này các bạn này. Chúng ta sẽ cần phải lưu cái key của nó là F vào database nha. Thì để làm được điều đấy thì mình sẽ cần phải sửa lại một chút này. Thì đối với thằng thằng này các bạn này, đối với mỗi cái mình sẽ cần phải xem lại xem nào. Chúng ta sẽ có một cái là password, mình sẽ cần phải check lại xem đây. Thì ở đây thì chúng ta thiếu một cái các bạn này. Các bạn sẽ đặt cho mình một cái là giá trị nha. Các bạn sẽ đặt một cái key là value. Value của chúng ta sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ là item.key nha các bạn. Đấy.
Thì khi các bạn đặt cái giá trị của thằng option này thì cái sự kiện on chain đấy nó sẽ lấy cái giá trị của cái thằng option mà các bạn chọn đấy. Thì mình sẽ copy cái thằng này nhá. Item chấm key ấy, cái key của chúng ta chính là cái này các bạn này. Đây, key chính là cái thuộc tính này. Item tức là một cái biến object thôi. Thì chúng ta sẽ lập từng cái phần tử trong cái mảng này. Mỗi phần tử là một object thì chúng ta mới làm được điều đấy. Tương tự thì mình sẽ cần phải kéo xuống này. Mình chẳng hiểu sao con chuột mình mua gọi là các bạn biết Shopee ấy, nó sale ấy. Hôm trước mình mua con chuột này chưa đến 100.000 mà mình nghĩ rằng là nó méo ăn thua. Nó cái kiểu là nó muốn đình công ấy. Thì ở đây thì mình đã có ba thằng nha. Và mình sẽ quay trở lại cái của chúng ta này, mình sẽ clear đi nha. Bản chất là chúng ta sẽ không cần phải reload đâu. Bây giờ mình sẽ chọn lại nữ nha các bạn. Các bạn sẽ theo xem cái event on chain của chúng ta này. Các bạn thấy rằng bây giờ nữ của chúng ta nó lưu là F rồi nha. Tương tự thì mình sẽ chọn thạc sĩ này. Các bạn thấy rằng mình clear nha. Mình sẽ chọn tiếp là cái bệnh nhân nha. Rồi mình sẽ xem cái state của chúng ta này. Các bạn thấy là gender là nữ đúng không? Nó lấy được này. Chúng ta có position của chúng ta là B1 này. Các bạn thấy là B1 chính là thạc sĩ ấy. Cũng như row của chúng ta là R3. Thì như vậy là chúng ta đã lấy thành công rồi nha các bạn. Còn một cái nữa rằng là đây, khi các bạn để ý thấy rằng là lần đầu tiên ấy, mình sẽ refresh nha. Lần đầu tiên các bạn thấy rằng là cái drop down của chúng ta nó có ba giá trị là nam này, bác sĩ cũng như là quản trị viên. Tuy nhiên nếu mà các bạn check cái biến state của chúng ta, các bạn thấy rằng là chúng ta không hề có thằng gender đúng không? Thì tức là chúng ta, hay nói khác là chúng ta cũng không có cái thằng position này, chúng ta cũng không có thằng row. Mặc dù là trên màn hình nó đã hiển thị ba giá trị này, thì chúng ta đang thiếu một cái, đấy chính là chúng ta sẽ cần phải set giá trị mặc định cho ba cái thằng này nha các bạn. Thì để set giá trị mặc định cho ba cái drop down này thì các bạn sẽ cần phải sửa lại một chút cho mình nha. Thì mình sẽ quay lại này. Thì chúng ta set giá trị cho bọn này ở đâu? Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta set giá trị cho mỗi cái thằng drop down bên trong cái họ hàm list update này. Thì ở đây thì các bạn sẽ set tiếp cho mình nha. Thì chúng ta mặc định chúng ta sẽ set cái thằng phần tử đầu tiên đối với thằng gender của chúng ta ấy. Thì gender của chúng ta sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ bằng cái this.prop này này. Tức là chúng ta sẽ lấy cái mảng đúng không? Chúng ta sẽ cần phải check cái mảng này thì mình sẽ đặt một cái biến lên trên này nha. Let array gender nha. Equal đấy, chúng ta sẽ như thế này. Và mình mặc định thì mình sẽ gán như thế này nha. Gán vào đây. Thì chúng ta sẽ check như thế này nha các bạn. Các bạn sẽ cần phải check này. Thứ nhất là có thằng array gender và này, chúng ta sẽ dùng điều kiện và nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải search chữ và. Chúng ta sẽ cần phải check len của nó lớn hơn không nha các bạn. Nếu mà nó lớn hơn không thì chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên. Chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên và chúng ta sẽ là chấm key nha. Đấy. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ trả ra một cái rỗng nha. Tương tự thì mình sẽ cần phải làm cho hai thằng còn lại nha. Hai thằng này các bạn này thì mình sẽ tạo tiếp này. Let array row nha, row equal này. Chúng ta sẽ cắt cái thằng này lên nha, mình sẽ cắt thằng này lên này. Mình sẽ cắt nó lên. Rồi, và sau đấy thì mình sẽ gán nó xuống dưới này, gán nó xuống dưới. Thì chúng ta có một thằng row, giá trị mặc định của nó sẽ chính bằng cái thằng này. Mình sẽ dùng điều kiện và tiếp, mình sẽ cần phải check xem mà len của nó có lớn hơn không không. Nếu mà len của nó lớn hơn không thì chúng ta sẽ lấy thằng phần tử đầu tiên nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên và chúng ta sẽ là chấm key nha. Còn nếu như không có thì chúng ta sẽ trả ra rỗng thôi. Tương tự thì mình sẽ làm cho thằng cuối cùng. Let thằng position nha, position bằng, chúng ta sẽ bằng cái này. Việc chúng ta dùng cái biến let ấy thì nó chỉ có giá trị trong cái phạm vi các bạn sử dụng thôi, tức là nó chỉ có giá trị trong cái hàm if này thôi này. Còn nếu các bạn dùng biến var là coi như nó toang ấy. Đấy. Rồi, mình sẽ set tiếp cái thằng position nha, position hai chấm này. Có cái mảng này và cái mảng này chấm len lớn hơn không này. Chúng ta sẽ là chấm hỏi, chúng ta sẽ lấy cái phần tử đầu tiên và chúng ta sẽ là chấm key. Còn nếu không có thì chúng ta là rỗng, tức là chúng ta sẽ giống hệt như ban đầu. Các bạn nhấn Ctrl S nha và cho nó lưu lại này. Bây giờ mình quay lại mình clear nha. Bây giờ mình gõ chữ A, mình sẽ thay đổi on chain nha, mình chỉ gõ một ký tự thôi là nó on chain rồi. Thì mình sẽ check nha. Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức mình đã lấy được chữ M, tức là male nha. Bác sĩ của chúng ta chính là cái position P0 này, P0 cũng như là cái row là row L1. Thì như vậy là mình đã giúp các bạn lấy các giá trị mặc định cho ba thằng này rồi nha. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa đi nha. Các bạn để ý là row đang là R1 nha. Mình sẽ chuyển thành bác sĩ thì nó sẽ cần phải hiện là row là R2 nha. Đây, mình đã on chain rồi và các bạn sẽ check state nha. Thì mình sẽ kéo lên này. Các bạn thấy rằng chúng ta đã lấy được row là R2 rồi. Thì như vậy là mình đã giúp các bạn là handle cái sự kiện on chain rồi nha.
Thì ở đây có một cái nữa là chúng ta chưa có phải ảnh đúng không? Thì thành ra là cái biến avatar, các bạn này, cái biến avatar nó bằng rỗng đúng không? Thì ở đây nếu như là mình clear nha, mình sẽ up một cái ảnh nha. Mình up một cái ảnh này. Mình up một cái ảnh, mình chọn lại cái web 55. Đấy, thì có một cái điều rằng là chúng ta bản chất đấy, tại sao mà mình không in ra màn hình? Bởi vì là cái hàm on chain của cái tải ảnh nó khác với cái hàm này, với cái hàm on chain của chúng ta ấy. Thì ở đây thì trước khi mình sẽ quay lại cái hàm on click của mình nha, cái hàm mà handle say user ấy, thì ở đây thì mình sẽ cần phải mình đơn giản là console.log này, hỏi dân IT này before submit nha, đấy submit này, submit check state nha. Thì mình sẽ check state tại cái thời điểm mà chúng ta trước khi chúng ta gọi API nha các bạn. Đấy. Rồi, mình sẽ quay lên cái hàm phía trên của mình. Cái hàm mình sẽ phóng nhỏ cái hàm này lại. Mình sẽ quay lại cái hàm gọi là hàm on chain của chúng ta và mình sẽ xóa cái này nha các bạn. Đấy, mình sẽ xóa đi nha. Mình nhấn Ctrl+S này. Thì bây giờ mình sẽ check xem là state của chúng ta như thế nào trước khi các bạn nhấn cái nút là lưu user nha. Thì mình sẽ xóa đi này. Mình sẽ thêm một cái vài cái lung ta lung tung thôi. Đấy, mình sẽ cố thì mình cố tình xem mình thêm lung ta lung tung thôi mà. Mình chọn khác nha. Mình chọn này giáo sư này, mình chọn là bác sĩ nha. Đồng thời mình tải luôn một cái ảnh nha các bạn, mình tải một cái ảnh này. Và bây giờ mình các bạn để ý thấy rằng là cái console.log của mình clear đúng không? Mình sẽ nhấn lưu này. Thì các bạn thấy rằng là đây chính là biến state của chúng ta trước khi các bạn submit này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã lưu được cái địa chỉ này. Các bạn thấy rằng là avatar của chúng ta định dạng của nó là file nha các bạn thấy rằng định dạng của nó là file như thế này nha. Tiếp theo nữa là các bạn thấy rằng chúng ta đã lưu được hết rồi. Gender của chúng ta là all, tức là other, là đưa tượng trưng cho cái biến khác nha. Thì chúng ta ngoài ra chúng ta có cái position là B4 cũng như là row R2. Thì tức là mình đã giúp các bạn lấy được tất cả các thông tin trên màn hình rồi nha. Thì trước khi chúng ta submit lưu user thì chúng ta tương tự như lần trước thì mình sẽ giúp các bạn làm cái bước validate nha. Ví dụ là các bạn gọi là các bạn mà không nhập vào email thì chúng ta sẽ alert ra là chưa nhập email nha. Thì để làm được điều đấy thì mình sẽ cần phải gọi một cái hàm nha. Mình sẽ viết một cái hàm nha. Mình viết một cái hàm là check validate nha. Check, mình sẽ làm cái hàm là check validate này. Mình sẽ là validate input nha các bạn. Đấy, như thế này. Và mình sẽ cần phải đánh một cái error function ra. Rồi. Thì trong cái hàm này thì chúng ta sẽ bằng nha, các bạn thấy một dấu bằng đó, mình thiếu một dấu bằng. Thì trong cái hàm này các bạn sẽ cần phải làm gì? Trong hàm này thì chúng ta sẽ cần phải gọi là mình xem nào, chúng ta sẽ cần phải on chain đây. Chúng ta sẽ cần phải dùng một cái vòng for nha các bạn. Thì tại sao chúng ta lại dùng vòng for? Lý do chúng ta dùng vòng for bởi vì là khi chúng ta dùng vòng for ấy, thì chúng ta có thể break ra được khỏi cái vòng for đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ đặt là một cái array check nha. Array check của chúng ta thì sẽ gồm các phần tử là chúng ta sẽ bê lại cái thằng state nha các bạn. Mình sẽ kéo xuống này. Mình sẽ copy lại cái đống này nha. Mình copy này. Và mình sẽ quay lên trên nha. Mình sẽ paste vào nha các bạn. Đấy, mình sẽ cần như thế này. Mình paste vào nha. Đấy, mình sẽ cần phải, các bạn sẽ cần phải click đúp vào và các bạn nhấn cái một cái dấu này này. Tức là những cái biến này là, tức là phải một cái chuỗi string nha các bạn. Thì mình chỉ check cái thằng, đối với những thằng này thì nó luôn có rồi thì mình sẽ xóa bốn thằng sau nha các bạn. Cái avatar thì chúng ta không bắt buộc phải nhập. Tuy nhiên đối với email này, password, first name, last name, phone number, address thì chúng ta bắt buộc nhập nha. Và mình nhấn Ctrl+S này, mình tạo một cái mã như thế này rồi, mình sẽ loop nha. Mình sẽ là for let i bằng 0 này, bằng 0 này, i nhỏ hơn bằng này, i nhỏ hơn hoặc bằng array check.len nha. Và y cộng cộng nha, chúng ta sẽ cần phải như thế này. Đấy. Thì trong cái hàm này thì chúng ta làm gì này? Chúng ta sẽ đặt một cái if nha các bạn. Mình đầu tiên thì mình sẽ đặt một cái biến là let is valid nha. Is valid bằng true nha. Đấy. Mình sẽ đặt một cái điều kiện if là if cái gì? If một cái là this chấm chúng ta sẽ là this chấm state. Các bạn sẽ dùng dấu mở ngoặc như thế này. Các bạn sẽ là array y nha. Bên trong nó sẽ là array y, tức là thằng cái phần phần tử mà chúng ta cần check ấy mà các bạn không có, tức là các bạn không nhập vào ấy, thì chúng ta sẽ là is valid này bằng for nha, bằng for, và các bạn sẽ dùng cái câu lệnh break như vậy thì nó sẽ thoát ra khỏi vòng for. Thì ở đây thì chúng ta làm cái gì? Các bạn mà muốn biết cái này là cái gì ấy, như mình luôn nói ấy, thì các bạn sẽ là console.log này nha. Thì các bạn sẽ hiểu được là cái đoạn này mình làm cái gì này. Thì ở đây tại sao mà cái con chuột của mình mà cái con lăn chuột mà nó tự dưng nó dị quá nhỉ? Mọi hôm thì mình dùng bình thường mà hôm nay nó làm mình khó chịu quá. Thì trong cái hàm này thì các bạn sẽ return cho mình hai cái nhá.
Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải return cho mình cái gì? Ở đây thì trước khi mình break thì mình sẽ alert nha. Mình sẽ alert này. Alert này. Mình sẽ alert luôn tại đây nha. Cái alert này thì mình sẽ làm cái gì nhỉ? Cái alert này thì mình sẽ là mình sẽ đặt một cái alert giống như lần trước missing cái gì nhỉ? Mình sẽ là thôi thôi, mình sẽ là this input is required, tức là bị bắt buộc nha. Thì mình sẽ cần cộng thêm cái array i của chúng ta thôi, array check i thôi. Đấy, array check i. Như vậy là các bạn sẽ thấy được là cái nào cần nha, cần phải nhập nha. Và trong cái hàm này thì mình sẽ return nha, return cái biến is valid nha. Đấy, mình ngay trong cái hàm submit này các bạn này, trong cái hàm submit thì mình sẽ gọi đến cái hàm check validate nha. Mình sẽ là this chấm này. Đấy, mình sẽ this chấm như thế này thì nó sẽ gọi đến cái hàm check validate của chúng ta nha. Và mình sẽ quay trở lại xem nào. Bây giờ mình refresh nha. Thì lần đầu tiên các bạn thấy rằng là mình chưa nhập gì đúng không? Thì mình nhấn nút lưu này thì ngay lập tức nó sẽ alert cái email cho mình thấy này. Đấy, các bạn thấy rằng this input is required email nha. Nếu như là cái email mình nhập vào nha. Rồi, mình sẽ nhấn tiếp này thì nó sẽ là lưu password đúng không? Thì ở đây ví dụ mình nhập hết rồi đúng không, mình sẽ trừ cái trường gọi là số điện thoại ra nha. Thì các bạn thấy rằng là bây giờ nó sẽ ghi là phone number nha. Đấy, thì là phone number. Các bạn thấy rằng là như vậy là mình đã giúp các bạn validate nha. Còn các bạn muốn validate kỹ hơn hay là ví dụ mật khẩu của các bạn phải yêu cầu phải là lớn hơn 6 ký tự này, có một chữ cái thường, một chữ cái hoa, thì những cái đấy thì các bạn chỉ cần Google thôi. Chúng ta gọi là chúng ta sẽ search cái thằng REG này, viết tắt của thằng Regular Expression thôi. Đây, có một từ X nữa. Thì đây chính là cái cú pháp các bạn cần. Thì các bạn chỉ cần thêm một cái từ khóa là JS, tức là JavaScript, thì nó ra hết thôi. Cũng như họ tên không được để trống hay số điện thoại, chỉ bao gồm mình chữ số thôi. Nó gọi là ít nhất phải là 8 ký tự, hoặc là nó chỉ có 10 hoặc là 11 ký tự chẳng hạn. Thì những cái đấy là các bạn Google nha. Còn ở đây thì mình chỉ giúp các bạn cách gọi là tư duy thôi. Các bạn hình dung rằng là thay vì chúng ta phải dùng gọi là 2, 4, 6 cái if else ấy, thì mình giúp các bạn là các bạn nên tư duy theo hướng là các bạn sẽ đặt một cái vòng for và chúng ta chỉ cần chạy cái vòng for đấy. Thì như vậy thì code của chúng ta nhìn nó sẽ ngắn gọn hơn, cũng như là sau này các bạn hình dung là cái dự án của các bạn mà lớn ấy, thì việc cô viết code như thế này thì nó dễ bảo trì hơn thôi. Thì trước khi submit thì mình sẽ check nha, mình sẽ hứng này let nha, let is valid nha, mình sẽ hứng này đấy bằng cái này này đấy. Mình sẽ thiếu mất chữ L ở đây rồi. Ở đây sẽ là let is valid này, mình sẽ hứng nha. Mình sẽ đọc một cái điều kiện if này, is valid này, valid bằng bằng for nha. Đấy, bằng bằng for thì mình sẽ return nha, tức là chúng ta sẽ thoát khỏi cái hàm này nha. Còn nếu mà nó bằng true, tức là nó hợp lệ rồi, thì mình ở đây mình sẽ gọi là fire redux action nha. Chúng ta sẽ cần phải redux action đấy. Thay vì chúng ta gọi API ở đây thì chúng ta sẽ cần phải fire thằng redux action nha các bạn. Thì trước khi fire thằng action này thì chúng ta sẽ truyền nguyên cái biến state sang cũng được, mình hay lười thì mình truyền nguyên cái cục state sang thôi. Còn thằng redux nó thích làm gì thì tùy nó. Thì bên này mình sẽ đi định nghĩa cái action cho nó nha các bạn. Thì ở đây thì mình xong cái thằng này rồi, mình sẽ cần phải đi định nghĩa action cho nó này. Thì để định nghĩa action thì mình sẽ cần phải mở lại cái file, chúng ta có một cái file, đấy chính là cái file là admin action nha các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ định nghĩa trong này này, chúng ta cũng cần phải định nghĩa thằng reducer, cũng như là chúng ta cần phải khai cái thằng action type nha. Thì ở đây mình sẽ đặt một cái action type là say user, mình sẽ đặt hai cái biến là say user success nha các bạn, tương tự như hôm trước ấy, success này. Và tương tự phía sau là mình sẽ cần phải có một cái là say lưu user này fail nha các bạn, đấy fail ld đấy. Chúng ta sẽ ở đây hôm trước là mình viết sai lỗi chính tả này các bạn này, từ fail này chúng ta có một cái chữ l nữa nếu như mình nhớ không nhầm, hình như như thế này mới đúng này, mình viết sai lỗi chính tả mà mình không để ý đấy, các bạn thông cảm một chút nha. Thì đôi khi mình vừa nói đây, các bạn thấy là đây mình chỉ cần gõ như thế này là nó ra Google này, fail này, tính từ ấy, thì đây mới đúng là cái từ khóa mình cần này. Thì để sửa nhanh cái này thì mình sẽ sửa nha, mình sẽ copy cái này này, mình sẽ search global thôi, mình sẽ nhấn vào cái này các bạn này, đấy mình sẽ nhấn vào mình replace, mình kéo to ra nha, mình sẽ cần phải replace cái thằng này. Tại sao đây,
và mình sẽ cần phải là fail 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 in hoa, mình sẽ replace một phát là nó sẽ replace hết đúng chưa. Tương tự này, thằng row này mình sẽ copy vào đây, Ctrl V, và mình sẽ cần phải ld l ở đây thì ở đây tại sao nhỉ, l rồi replace tất cả này đấy, nó replace rồi thì tại sao à ở đây thì mình sẽ cần phải mình phải như thế này thì con project của mình nó mới chạy được này. Thì đây mình sẽ copy này, mình sẽ đặt tên ở đây lưu user này. Hôm sau thì ở đây là chúng ta lưu user, hôm sau thì các bạn có thấy rằng là ở đây thì chúng ta không phải là lưu user, chúng ta lưu user cũng được chẳng sao cả. Hôm sau thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ là edit user, chúng ta phải có một cái hành động là edit user thôi các bạn. Thì ở đây thì thay vì cái chữ lưu user thì mình sẽ sửa thành create nha các bạn, cho đúng cái action của chúng ta nha. Mình giữ phím Alt, các bạn giữ phím Alt thì các bạn click chính xác vào thì nó sẽ như thế này, chúng ta sẽ sửa nhanh thế này, như thế này thôi. Đấy, mình sẽ đặt một cái action là create user success và create user fail nha các bạn. Thì như vậy mình đã đặt tên action rồi này, thì mình sẽ cần phải đi viết action cho nó nha. Thì mình sẽ cần phải mở cái admin action này, thì mình sẽ cần phải viết cho nó này. Ở đây thì mình sẽ export một cái function nha. Mình sẽ cần phải tắt các block của mình đi này. Export con sư tử này. Thì ở đây thì mình sẽ là save create create new user nha. Mình sẽ đặt một cái action như thế này và mình sẽ trả ra một cái error function. Thì tương tự như ở trên thì mình sẽ cần phải đặt như thế này nha các bạn. Mình sẽ cần phải copy một cái return như thế này. Mình sẽ paste vào đây nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải thay vì cái get code như thế này thì mình sẽ cần phải gọi đến cái hàm gọi là chúng ta sẽ cần phải gọi đến cái hàm tạo người dùng nha các bạn. Thì khi mà chúng ta thành công vậy thì mình sẽ là chúng ta sẽ là save user nha, success nha. Đấy. Chúng ta sẽ cần phải dispatch một cái action không phải là save thực chất là khi chúng ta mà lưu thành công thì các bạn khi các bạn gọi cái thằng redirect như thế này này thì các bạn lưu thành công ấy thì chúng ta sẽ không cần phải truyền data đâu các bạn, bởi vì là chúng ta chỉ cần thông báo khi đúng ra ấy, thì đến đây thì các bạn chỉ cần thông báo ra khi các bạn thích dùng redirect cũng được. Ở đây là do mình dùng redirect thôi, còn khi các bạn mà không thích dùng redirect ấy thì ở đây thì thực chất các bạn chỉ cần đẩy thông báo cũng được thôi. Thì ở đây thì mình sẽ save user fail nha. Đây, mình sẽ đặt tiếp một cái hàm là save user user fail nha. Đấy. Đây, mình sẽ tương tự như thế này. Như thế này và mình sẽ là create save user fail nha. Thì hai cái hàm này thì chúng ta sẽ cần phải viết ở dưới nha các bạn. Đây, mình sẽ là export con sư tử nha. Đấy. Chúng ta sẽ làm bằng một cái error function như thế này và cái error function này chúng ta sẽ trả ra một cái action nha. Thì chúng ta sẽ cần phải tạo một cái type cho nó. Type của nó là gì? Chính là cái type mà các bạn vừa khai đây này. Create user success này. Đấy. Đấy. Thì khi chúng ta tạo người dùng thì bản chất là chúng ta có trả ra cái gì đâu. Chúng ta không trả ra một cái gì mà. Thì ở đây thì sẽ là save user success nha. Mình hơi nhầm một chút. Ở đây thì mình sẽ copy cái tên action nha. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã fire cái thằng action rồi nha. Thì ở đây. Đấy. Như vậy là các bạn đã thành công chỗ này nha. Thì tại sao ở đây thì nó đang báo đỏ này, mình sẽ xóa tạm cái chữ await thành một cái đây. Đấy thì như vậy nó hết báo đỏ nha. Thì chúng ta sẽ cần phải xem là hôm trước cái trong cái service của chúng ta ấy, trong cái admin service này thì chúng ta có một cái hàm là use service à, thì get all code này, delete này, get all user, chúng ta không có cái hàm edit này, handle handle login đây, create new user service này, mình sẽ xem nào. Đây, các bạn chỉ cần ném data vào thôi là nó tự động hiểu rồi. Đây, mình sẽ copy cái thằng create user service nha và mình sẽ cần phải sang cái thằng chúng ta sẽ cần phải sang admin reducer nha. Không phải là admin reducer và admin action đi. Các bạn sẽ cần phải import cái thằng đấy lên đây nha. Và ở đây thì các bạn sẽ cần phải await cái thằng chúng ta sẽ kéo xuống dưới này các bạn này. Thay vì chúng ta gọi đây, chúng ta sẽ cần phải await cho cái thằng này. Chúng ta sẽ cần phải truyền một biến data vào nhé. Đấy, bạn sẽ truyền một biến data vào. Rồi, thì cái đầu hàng của chúng ta sẽ cần truyền một biến data thôi các bạn. Thì, như vậy là chúng ta đã fire được cái action này thành công nha các bạn. Thì để gọi được action này, thì bên trong cái hàm
bên trong cái chúng ta gọi là bên trong cái hàm React của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải gọi đến cái action này nha. Thì để làm được điều đấy thì các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng một file, chúng ta sẽ đặt tiếp một cái hàm thôi. Thì ở đây thì mình sẽ đặt cái tên cái hàm ấy giống hệt như cái bên kia thôi. Tức là trong video này thì mình cố tình đặt giống nha. Action này, chấm này. Chúng ta sẽ cần phải chuyển vào biến là data nha. Đấy, thì biến data này chúng ta sẽ chuyển ở đây, mình nhấn nhầm mất rồi. Thì đây thì chúng ta sẽ chuyển cho nó một biến data như thế này nha các bạn. Rồi. Như vậy là nếu mình click vào đây nó sẽ nhảy sang bên này, thì tức là mình đã chuyển thành công rồi nha. Việc làm tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải fire cái action này. Thì để fire được action này thì mình sẽ kéo lên bên trên cái này của chúng ta này, mình sẽ là đây, các bạn thấy rằng là đây fire action redux. Thì để fire được action redux thì chúng ta sẽ this.prod.createUser thôi. Và trong này thì mình sẽ cần phải truyền một biến data đúng không các bạn? Thì hôm trước trong cái mình sẽ cần phải check lại cái thằng Node.js của chúng ta nha. Thì cái thằng Node.js của chúng ta ấy, thì mình sẽ cần phải check xem là cái API của nó là mình sẽ xem bên này, chúng ta có một cái API là create new user đúng không? Thì mình sẽ search cái hàm này xem là chúng ta viết cái gì trong này nào. Thì nó sẽ gọi đến cái đây. Nó sẽ gọi đến cái hàm create new user trong cái user service nha. Mình sẽ search tiếp cái hàm này. Thì chúng ta sẽ cần phải mở trong cái file là user service ở đây. Rồi, thì trong file này chúng ta làm gì này? Chúng ta sẽ check email này. Sau đấy là chúng ta sẽ băm những trường này nha các bạn. À, có một cái nữa này. Thì cái gender của chúng ta đang để là tiny in, thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái thằng này nha các bạn. Thì để sửa thằng này thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái model nha. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển cái thằng gender qua kiểu string nha các bạn. Chúng ta không để là tiny in nữa. Thì để làm được điều đấy thì chúng ta sẽ cần phải sửa model nha. Thì ở đây thì các bạn sẽ mở cho mình thằng user lên nha. Thì mình sẽ chuyển này thằng user. Thì hôm trước các bạn thấy rằng là thằng user của chúng ta init lên đấy, cái kiểu thằng gender đang là tiny in như thế này, thì mình sẽ chuyển nó qua kiểu string nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lưu string nha. Ngày xưa thì mình định làm là chỉ có giới tính nam và giới tính nữ thôi. Tuy nhiên khi mình đi làm ấy thì mình để thấy rằng là mình thường để ba cái, tức là giới tính khác nữa. Đôi khi người ta cố tình chọn giới tính khác đấy các bạn. Thì bây giờ có giới tính thứ ba mà, thì mình sẽ chuyển qua kiểu string nha. Rồi, mình nhấn Ctrl+S này. Khi mình chuyển như thế này ấy, thì các bạn sẽ cần phải sửa tiếp cho mình cái file migration nha. Chúng ta có một cái file ở đây, chính là cái file đây, migration create user này. Các bạn sẽ cần phải sửa tiếp cho mình cái type của nó ở đây sẽ là string nha các bạn. Đấy, string này. Rồi, thì các bạn sẽ cần phải sửa hai chỗ nha. Thứ nhất là trong cái file user model, thứ hai là trong cái file migration create user này. Thì ở đây nha. Để có thể update được database của chúng ta thì mình sẽ cần phải mở database lên nha. Các bạn mở database lên cho mình nha. Thì mình sẽ trong lúc nó đang mở thì mình sẽ search Google này. Mình sẽ search Google là SQLite migration nha. Thực chất là mình cũng chẳng nhớ câu lệnh của nó đâu. Nếu mà mình làm thường xuyên ấy thì nó là một câu chuyện. Tuy nhiên rằng là khi mình đi làm thì mình lại không dùng cái thằng SQLite. Thế là một cái chuyện khá chỉ là buồn cười đúng không? Khi mình đi làm thì mình dùng database của Oracle, nó là một chuyện khác. Thì ở đây thì mình sẽ là npx migrate name đây, create first sheet này, run sheet sheet or undo sheet. Ở đây thì mình chỉ muốn gọi là mình chỉ muốn chạy migration một file thôi. Thì mình sẽ search Google tiếp nha. SQLite này, SQLite run. Đây mình có một cái từ mình đã từng đây này, run specific, tức là run một cái file migration cụ thể thôi các bạn. Mình chỉ muốn run một file thôi. Đấy. To name run until SQLite db migraph. Đây. To file name only to đây 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 đây. Đây thì chúng ta sẽ như thế này. I will try to speak question in this package and no need to add to from because is next to be applied but I would like to run only này from to do some create thì mình sẽ là DBM from nha các bạn, mình sẽ dùng cái từ from thôi như thế này. Thì trước khi làm điều đấy thì chúng ta sẽ xóa cái bảng user nha các bạn, mình sẽ xóa luôn cái bảng user trong database của chúng ta này. Thì ngại gì vết bẩn, xóa thì nếu sai chúng ta sẽ sửa lại thôi.
Đây chúng ta có bảng user nha. Mình lười quá, mình không làm mấy kiểu là chúng ta không viết một file mà mình sẽ chạy lại cái migration của mình thôi, bởi vì data của chúng ta có 4 cột thôi mà. Thì mình thay vì vậy thì mình sẽ sửa trực tiếp luôn, mình sẽ drop cái table user nha các bạn, mình drop cái table user của chúng ta này. Đấy các bạn thấy là mất rồi đúng không? Thì đây thì làm sao chúng ta sẽ làm tiếp này, thì các bạn sẽ dùng câu lệnh này cho mình nha. Chúng ta sẽ như này, mình sẽ copy cái câu lệnh này nha. Mình sẽ copy câu lệnh này này và mình sẽ sửa cho các bạn xem nha. Ở đây này, chúng ta sẽ mở lại code này. Thì các bạn để ý thấy rằng là đây chính là cái Node.js của chúng ta. Chúng ta tạo cái file migration của chúng ta là migration create user. Mình kéo xuống cuối cùng nha. Mình sẽ paste vào đây này. Mình sẽ sửa nha. Mình sẽ rename cái này. Cho A này, cho C này. Đấy. Mình sẽ sửa cái này của nó này thành cái của chúng ta nha. Đấy. Rồi. Mình sẽ Ctrl X cái này nha. Các bạn thấy là đây chính là cái dòng của mình, Ctrl X này. Rồi, mình sẽ ra ngoài nha. Mình sẽ paste vào đây xem nó có gì khác biệt không. Mình enter phát xem nó có lỗi gì không nào. Thì ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ lỗi thôi. Thì mình xem mình nhấn enter rồi. Hy vọng là nó không lỗi để chúng ta còn làm tiếp nào. Đây, nó ghi là no migration was executed này. Already up to date này. Thì để làm được điều đấy thì mình sẽ xóa tiếp cái này nha các bạn. Mình sẽ xóa tiếp cái, chúng ta có một cái đây này. SQLize đây này. Thực chất là chúng ta chỉ cần xóa cái migration create user, xóa cái này thôi. Mình sẽ xóa bên trong này này. Mình sẽ chạy lại nha. Mình sẽ chạy lại cái thằng migration. Mình nhấn giống với tên này, enter một phát nữa này. Xem nào. Đây, các bạn thấy rằng là cái gì đây? Migration cái gì mà sao nó không ra gì nhỉ? Mình sẽ check lại xem nào. Chúng ta không ra gì nhỉ? Mình sẽ xem lại. Chúng ta vẫn đây. Tại sao mà khi mình xóa cái đấy đi mà nó lại không không ra gì nhỉ? Thì mình sẽ xóa luôn cái bảng này luôn. Bực quá đấy. Xóa luôn này. Rồi. Mình sẽ quay lại nha. Mình sẽ chạy lại nào. Có vẻ như là cái câu lệnh của thằng này nó không đúng này. Mình sẽ to xem nào. Chữ chữ to đi. Thay from to xem nào. Enter xem nào. Tại sao mà nó lại chạy lại cả các bạn này? Không biết là nó có mất cái dữ liệu của chúng ta trong cái table row không nha. Cái table row của chúng ta, cái O code của chúng ta đang có 2-3 bản ghi này, mình sẽ nhấn lại xem nào. May quá các bạn ạ. Nó chạy cái câu lệnh mà các bạn dùng cho mình là trừ trừ to nha. Đây này, mình thấy chạy được rồi ấy. Thì tạm thời các bạn chứ dùng như thế này thì cho nó chạy được cái đã. Còn hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nha. Thì các bạn thấy rằng là cái table O code của chúng ta vẫn giữ nguyên đúng không? Các bạn đừng có log out ra nha. Các bạn log out bây giờ là toang ấy. Thì các bạn refresh lại thì nó vẫn bình thường thôi. Các bạn thấy rằng refresh nó vẫn bình thường bởi vì là ở đây chúng ta chưa có cơ chế xác thực. Mình đang lưu thông tin của người dùng ở dưới local storage. Thành ra là bây giờ chúng ta mới tạo người dùng nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ check lại xem cái table user của chúng ta này. Click vào này các bạn, click structure. Thì bây giờ các bạn thấy rằng cái gender của chúng ta là kiểu string rồi nha. Mình quên đi, mình chưa set cái kiểu string cho nó thì mình đang mặc định kiểu string của nó sẽ là varchar 255 nha. Nó hơi thừa một chút nhưng thôi kệ nó đi. Khi khác thì mình sẽ gọi là handle cái này sau. Rồi. Như vậy là mình đã sửa xong cái thằng thằng user của chúng ta nha. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải truyền vào những tham số như thế này này. Thì ở đây thay vì cái gender ở đây thì mình sẽ xóa cái true hay false này đi nha. Đấy, mình xóa rồi nha. Thì ở đây thì thay vì cái row ID thì trong cái project của chúng ta đang là row ID thì các bạn sẽ sửa cái này cho mình thành row nha. Thành row này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ gender, chúng ta sẽ thêm một cái tiếp này các bạn này. Chúng ta sẽ là position nha, chúng ta sẽ cần phải thêm cái trường position. Không biết trong DB của chúng ta lưu là gì ấy nhỉ? Chúng ta lưu là position ID các bạn nha. Position ID này thì chúng ta sẽ là data.position nha. Chúng ta chỉ truyền lên thằng position thôi. Trong nữa là chúng ta sẽ có một cái gì ấy nhỉ? Chúng ta sẽ là row ID nha các bạn, row ID chúng ta có rồi. Tuy nhiên gender chúng ta là gender thôi. Rồi, các bạn sẽ sửa như thế này nha, data phone number này. Của chúng ta sẽ là phone viết hoa nha. Đấy, phone của chúng ta là chữ như thế này nha. Đây, phone number. Rồi, address, last name, first name, hash, password, email. Ok, các bạn nhấn Ctrl S nha. Cho cái project, cái thằng thằng Node.js của chúng ta chạy lại này. Mình sẽ quay sang bên này. Thì nó đang khởi động lại rồi. Thì mình sẽ cần phải build cái cục này nha. Thì để build cục này mình sẽ copy này. Mình sẽ sang bên cái thằng React của chúng ta này. Mình sẽ paste vào đây. Mình bắt đầu truyền nha các bạn. Thằng email của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy là this.state.email nha. Chúng ta sẽ chuyển sang này. Tương tự đối với password này. This.state.password nha các bạn. Đấy, mình sẽ là password này.
Thằng first name của chúng ta thì mình sẽ copy cái đống này nha, mình copy này, mình sẽ thay cho cái đống này, mình sẽ thay cho cái data này đấy. Last name thì chúng ta sẽ cần phải có address là mình cứ thay đi, rồi là mình sẽ cần phải như thế này đấy, thằng gender của chúng ta như thế này đây. Mình sẽ bắt đầu xóa nha, gender này, row này, position này, chúng ta có phone number này, chúng ta có address này, mình sẽ bắt đầu phải thay cho nó này, address này, mình sẽ cần phải có thằng last name này, first name này, first name. Rồi, như vậy là mình đã chuyển thành công nha các bạn, mình đã chuyển cục data ra nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải đặt lốc ở đây các bạn này. Mình nếu mà mình tạo thành công thì mình sẽ save phần user. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái là console.log nha. Console.log hỏi dân IT check create. Chúng ta sẽ là check create user redux nha. Đấy. Và mình sẽ cần phải check cái thằng respond của nó nha các bạn. Đấy. Thì sau này thì khi nào chúng ta cần mới dùng Redux thôi, còn bình thường mình gọi API cho nó nhanh nhé, bởi vì ở đây thì mình biết là các bạn là người mới bắt đầu ấy, thành ra là những cái này mình làm hơi lâu. Ví dụ ở đây thì mình sẽ tạo lại cái email hỏi dân IT nhé, để tí nữa mình còn đăng nhập account Gmail này, gmail.com này, mật khẩu của mình là 123456 này, tên của mình sẽ là hỏi, mình sẽ này, mình sẽ đặt một cái là giống như cái tên trên kia các bạn này, hỏi dân IT nhé. Đấy, mình sẽ thêm từ YouTuber nữa, YouTuber như bên kia, họ của mình sẽ là Eric nha, Eric, địa chỉ của mình số điện thoại là 0331234569 này, địa chỉ mình sẽ là Hà Nội nha. Rồi giới tính nam, chức danh của mình sẽ là giáo sư đi, vai trò của mình sẽ là quản trị viên nha. Ảnh đại diện thì mình chưa có này, mình sẽ clear hết nha, mình sẽ clear hết này và mình nhấn lưu user xem nó log là cái gì nha các bạn nha, lưu user này. The input file is required. Sao lại unify đấy ta? Chúng ta bị cái lỗi gì đây nhỉ? Input file mình sẽ check xem nào. Thằng của chúng ta là lúc nãy, tại sao mà bây giờ chúng ta lại bị cái lỗi ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Thì mình sẽ cần phải xem lại cái hàm validate của chúng ta có cái hàm nào nào. Check validate input này. Mình sẽ cần phải xem hàm check của chúng ta này. Array y hình như là let y bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng cái này y cộng cộng array y require, nếu mà không có cái array y y của chúng ta y bằng 0, chúng ta đã 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, array này có len bằng 6, 5 nhỏ hơn. Đây thì chúng ta sẽ là, có khi nào chúng ta thừa cái dấu này không các bạn nhỉ? Chúng ta là 6 đối tượng đúng không? Chúng ta bắt đầu cái này sẽ là nhỏ hơn rồi các bạn. Mình nhấn Ctrl S nhá, mình sẽ thử lại một lần nữa này, nhấn Ctrl S cho nó chạy lại nhá. Thì đây, nó đã load lại rồi đấy, mình sẽ là hỏi dân it@gmail.com mật khẩu 123456 này. Hỏi dân IT YouTuber, bạn ống nước này, YouTuber, họ và tên là Eric nha. Số điện thoại 0123456789 là địa chỉ là Hà Nội. Và mình sẽ cần phải, rồi mình sẽ lưu user một lần nữa này. Thì các bạn có thể thấy rằng lần này, các bạn thấy rằng là chúng ta có error code bằng 0 này, error message ok, tức là các bạn đã tạo được người dùng thành công rồi nha. Thì mình sẽ check DB nha các bạn. Thì các bạn thấy rằng là mình sẽ sang cái tab Browse này thì nó sẽ ra cái thằng user hỏi dân IT thôi. Đây thì mình có user là hỏi dân IT này. Các bạn thấy rằng tên của mình là hỏi dân IT YouTuber đúng không? Nghề nghiệp của trường của last name là Eric đúng không? Là Hà Nội này, mail này, row ID chúng ta chưa lấy được các bạn này. Mà giới tính là lấy đúng đúng không? Row ID của chúng ta sẽ là null này, phone number là null này, position cũng là null này. Thì các bạn sẽ cần phải check xem mà tại sao nó bị null nha. Thì row ID thì có thể là chúng ta sẽ chuyển sai, thì mình sẽ xem là chúng ta sang cái thằng này row, chúng ta lấy data.row mà từ từ mình sẽ xem là chúng ta bị thằng phone number chúng ta cũng bị null luôn, thì mình sẽ cần phải check xem là check user email, check user email chúng ta đã có đống sheet này, thì mình sẽ cần phải xem cái thằng controller nó làm cái gì nhá. Thằng controller là nó request.body à, request.body, chúng ta gọi y nguyên thằng body,
Giờ mình sẽ cần phải xem lại thằng React của chúng ta nào. Đây, thì xem thằng React thì các bạn có thể click sang cái tab Network này. Thì chúng ta sẽ xem nó gửi đi những cái gì nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem phần header này. Thì các bạn thấy rằng là header của chúng ta gửi gửi đi là position ID. Position tại sao mà chúng ta lại là position ID nhỉ? Row ID. Mình sẽ cần phải xem lại cái thằng thằng user redux của chúng ta. Mình sẽ xem ở dưới này này, cái giá trị mình sẽ cần phải đặt một cái name mà. Ở đây row này, gender, position mà chúng ta đặt tên là position mà, mình sẽ cần phải check lại biến state của chúng ta nha. Create user. Mình sẽ xem là cái lúc đoạn build của chúng ta này. Chúng ta sẽ cần phải xem lại trên này. Check valid. Chúng ta ở đây thì mình mình bị nhầm nha các bạn. Mình bị nhầm nha. Nếu mà chúng ta đặt như thế này này thì bên cái thằng Node.js của chúng ta các bạn ạ, bên thằng Node.js của chúng ta nha. Thì như thế này. Bên thằng Node.js thì các bạn sửa lại một chút cho mình nha. Ở đây thì chúng ta sẽ là row ID luôn nha các bạn. Chúng ta đã chuyển row ID lên rồi mà. Position các bạn sẽ chuyển như thế này nha. Phone number các bạn cũng chuyển như thế này luôn. Đấy. Như vậy là các bạn nhấn Ctrl S nha. Thì bởi vì là bên thằng React này, sorry các bạn nha. Thằng React thì mình đặt key như thế này này. Còn giá trị là mình đã lấy theo state rồi. Thì cái thằng mình sẽ xem lại nha. Thằng Node.js nó chạy lại thành công nha. Mình vẫn để cái form này nha các bạn để ý nha. Mình vẫn để cái form này nha. Mình nhấn submit thì lần này xong nó sẽ báo lỗi là trùng email nha. Các bạn thấy rằng bây giờ này, đây các bạn thấy rằng do email already in use này, nếu mà cái dòng console log ấy các bạn thấy là do email đấy, các bạn thấy là nó bị lỗi đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ xóa này đi nha, và mình sẽ cần phải vào bên trong cái database của chúng ta, mình sẽ delete cái bản ghi này đi này, mình delete này, rồi mình sẽ tạo lại nha. Thì lần này các bạn sẽ thấy là success nha, rồi nó thấy là error code bằng không đúng không? Thì mình sẽ check lại DB này, thì mình sẽ nhấn browse này, thì lần này các bạn thấy rằng nó vẫn là hỏi dân ID YouTuber. Mình đã lấy được gender là M đúng không? Row là R1 này, phone number lấy được, position là P0. Thì như vậy là chúng ta đã tạo được thành công user rồi nha. Thì mình thấy video này cũng dài rồi. Thì trong video tiếp theo ấy thì mình sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ tạo một cái table để load thông tin người dùng ra nha. Thì những như vậy là mình đã giúp các bạn tạo thành công rồi đấy. Thì ở đây thì mục đích tại sao mình tạo mỗi thằng hỏi dân IT thôi, để là bây giờ mình nhấn log out nha. Bạn nào đã tạo được người dùng rồi thì hãy nhấn log out, còn chưa tạo được người dùng thì đừng nhấn log out nha. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập lại một cái này, hỏi hỏi dân IT@gmail.com nha. Mật khẩu của mình sẽ là 123456 này. Không có các bạn lại không tin mình không nhập cái này. Đấy, các bạn thấy rằng mình vẫn vào bình thường đúng không? Nó vẫn lấy được cái tên hỏi dân IT YouTuber này, bởi vì mình mới đặt. Thì những thông tin này thì mình đã giúp các bạn làm được thành công rồi nha. Thì trước khi kết thúc video này thì mình sẽ review qua những file mình thay đổi ở đây. Thì đối với thằng mình sẽ bắt đầu từ cái thằng Node.js trước nha. Thì đối với thằng Node.js đấy thì mình có sửa cái file migration các bạn này. Thì ở đây thì mình chuyển cái kiểu boolean thành cái kiểu string nha. Tương tự là chúng ta sẽ cần phải sửa cho cái file model luôn nha. Còn trong cái file service này thì các bạn sẽ cần phải thêm cho mình này. Thì các bạn nhìn bên trái là cũ, còn cái bên phải là mới nha. Thì các bạn sẽ cần phải thêm row ID. Chúng ta sẽ lấy gender như thế này, chúng ta sẽ cần thêm thằng position luôn nha. Mình sẽ quay lại với thằng React này. Thì trong thằng React thì trước tiên là cái file mà user redux ấy, thì mình có tạo biến state cho nó này, thì mình thay đổi khá chi là nhiều đấy. Tương tự thì mình đã set giá trị mặc định cho nó này. Thì chúng ta chưa có giá trị mặc định đúng không? Thì khi chúng ta lấy giá trị về ấy, thì mình sẽ set giá trị mặc định cho nó, thì mình sẽ cần phải kéo to nó ra nữa thì các bạn mới thấy được. Thì nếu bạn nào mà code bị lỗi ấy, các bạn có thể so sánh cái phần này của mình nha. Mình có tạo như thế này này, và mình các bạn thấy rằng event on chain mình đã set giá trị cho nó cái biến avatar nha. Rồi tương tự là mình có tạo một cái hàm khi lưu user này, chúng ta sẽ gọi redux nha. Các bạn thấy rằng cái logic xử lý gọi API là chúng ta làm bên phía redux chứ chúng ta không làm trong component nha. Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Rồi tương tự là mình giúp các bạn viết cái hàm check validate này, rồi cái hàm on chain này chúng ta sửa ở dưới này. Chúng ta sửa mỗi cái input ở dưới và thêm cái sự kiện on chain nha các bạn. Thì đối với sự kiện on chain thì chúng ta sẽ truyền vào cái biến event cũng như là chúng ta truyền vào một biến ID nha. Đối với mỗi thằng select thì các bạn sẽ thêm cái sự kiện on chain, và cũng như là đối với thằng option thì các bạn sẽ cần phải gán giá trị cho nó. Thì như vậy chúng ta mới lấy được nha. Thì ở cuối cùng thì các bạn sẽ cần phải thêm một cái sự kiện on click cũng như là các bạn sẽ cần phải fire cái event. Các bạn thấy một cái điều lưu ý là ở đây đối với cái event này, cái action này thì mình truyền data vào cho action nha.
Rồi, tiếp theo nữa là trong cái file user action thì mình định nghĩa thêm cũng như là mình rename mấy cái tên mà bị sai hôm trước. Trong cái thằng này thì mình import cái thằng service của chúng ta ra, cũng như là mình viết định nghĩa cái thằng mình rename cái này này, những cái tên bị sai này. Cũng như ở dưới là mình đã thêm cái thằng action này rồi. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ giúp các bạn, gọi là chúng ta sẽ viết cái thằng reducer cho nó nha. Ở đây thì mình mới file action thôi, còn mình chưa viết reducer. Tương tự là đối với thằng admin reducer thì mình thay cái những cái tên mà lúc mà mình ghi sai thôi. Thì đây chính là những cái sự thay đổi trong cái video này. Thì nếu như là các bạn gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện video này thì các bạn có thể là inbox qua Facebook cho mình, hoặc là các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới mỗi video thì mình có thể xem và giúp đỡ các bạn nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.